Quý anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, mình được tử vi hoan hỉ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Kỷ Mùi sẽ trải qua một tháng có nhiều may mắn, được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, giàu sang hết phần thiên hạ. Vậy vận trình cụ thể của quý anh chị diễn biến ra sao trong tháng 7 âm lịch tới đây? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để đón vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Kỷ Mùi cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tổng quan tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thuộc mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Những người tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh thiên thượng hỏa. Họ có những tính cách nổi bật riêng và mang trên mình đức quang huy sáng lạn, nên họ là những người sống thẳng tính, gay thẳng, nóng tính, ghét sự mờ ám, khuất tất. Nhưng họ cũng rất độ lượng, hào phóng với bạn bè xung quanh. Họ cũng là những người rất trọng uy tín, đã nói là sẽ làm, họ sẵn sàng giúp đỡ, nếu như được nhờ và giúp đỡ một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân. Cũng giống như ánh mặt trời, chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, nên họ luôn giúp đỡ, phấn đấu, cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho cộng đồng, xã hội. Theo ngũ hành thì, Kỷ thuộc hành thổ sẽ giúp cho người tuổi Mùi trở nên thực tế hơn, củng cố vững vàng trong tính cách của họ. Chính vì vậy mà người tuổi Kỷ Mùi thường là kiểu người biết nghe lời và còn rất đáng tin cậy. Do đó họ luôn biết cách lập sẵn kế hoạch từ trước và đề ra một kỷ luật nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực hiện. Trong công việc hay trong cuộc sống, những ưu điểm chúng ta thường thấy ở những người sinh năm 1979 đó là sự lạc quan, độc lập, thận trọng. Tuy nhiên, đôi khi họ lại không có niềm tin vào bản thân mình, chính vì thế mà khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, họ luôn cảm thấy hoang mang, lo sợ. Kỷ Mùi cũng giống như những các tuổi Mùi khác, họ luôn yêu thích cuộc sống vật chất. Tuy nhiên họ không hề phụ thuộc vào người khác, họ có thể tự bản thân mình đáp ứng được nhu cầu sống của chính mình. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi, gia đình chính là tài sản quý giá nhất, họ luôn cố gắng làm mọi việc, luôn chăm chỉ vì những người yêu thương của mình. Người tuổi Kỷ Mùi có cuộc đời không mấy tốt đẹp, con đường công danh, sự nghiệp gặp nhiều trở ngại, vận tài lộc cũng không gặp được nhiều may mắn. Tuy nhiên, nếu biết kiên trì theo đuổi tới cùng, vượt qua được mọi khó khăn, thử thách thì cuộc đời cũng như công danh sẽ tốt đẹp hơn, về sau hậu vận sẽ được yên vui, đủ đầy. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Kỷ Mùi âm lịch, lời khuyên dành cho con giáp này đó là bớt để ý chuyện của người ta, nên chăm sóc đời sống cá nhân của mình thật tốt, đó mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Tương phá, dự báo sự mâu thuẫn trong tính cách, từ chỗ làm cho tới về nhà, khiến tuổi Kỷ Mùi không vui. Đôi khi bạn cảm thấy mất hứng thú với những người có tính cách hấp tấp, bồng bột và không biết lắng nghe. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy, bản mệnh là người tài hoa, say mê lao động, cần cù làm việc. Tuy nhiên, không phải khi nào người ta cũng công nhận công sức của bạn, nhưng điều quan trọng là bạn đang tiến bộ mỗi ngày sau quá trình không ngừng rèn giũa bản thân. Thành công sẽ đến theo một cách rất tự nhiên trong tương lai, bạn không cần phải vội vàng. Vì quá bận rộn nên con giáp tuổi Kỷ Mùi ít dành thời gian để cải thiện chuyện tình cảm. Thế nhưng, may mắn có Thái Âm Cát Tinh hỗ trợ, nên bạn vẫn được người bạn đời ủng hộ, nâng đỡ, vận trình tình cảm nhờ thế mà bớt đi sự căng thẳng. Bạn là người có trái tim nhiệt huyết và luôn hết mình vì đam mê, tính cách lạc quan giúp bạn luôn tìm thấy niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong thời điểm tăm tối nhất.
bạn cũng sẽ cần tỉnh táo và cẩn trọng với những vấn đề liên quan tới tiền bạc, quản lý vấn đề cá nhân sẽ dễ dàng hơn việc chịu trách nhiệm thay ai đó. Chi tiết cụ thể về các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, phương diện công danh, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi lúc này có nhiều thăng trầm khó lường, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để bản mệnh thể hiện bản lĩnh của mình trong việc kiểm soát vấn đề. Thiên quan dự báo có những rắc rối khó lường, khiến bản mệnh phải phiền lòng, bận tâm. Ngay lúc này không nên phó mặc cho số phận hay thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vì bạn đủ khả năng để chuyển bại thành thắng trong thời gian ngắn. Nguyệt lệnh lâm quan đới sẽ rất có lợi cho những ai làm công chức nhà nước, cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Con giáp thông minh, nhiệt tình như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Có điều, ngũ quỷ xuất hiện, mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, đặc biệt đây lại là tháng cô hồn, có thể gây ra một vài sự cản trở nhất định trong công việc. Cho nên, làm gì tuổi Kỷ Mùi cũng nên thận trọng, chớ chủ quan lơ là mà sập bẫy kẻ xấu. Cũng cần chú ý một vài ảnh hưởng cảm tính do quan đới gây ra, khiến bản mệnh sử dụng tình cảm trong hành động, dễ bị cảm xúc chi phối, nên cũng hay làm việc tùy hứng, thích là làm không thích lập tức có thể bỏ dở giữa chừng. Điều này gây ra không ít rắc rối, thậm chí còn làm mất lòng người khác, dễ bị cô lập trong tập thể. Cho nên, mệnh chủ nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết lúc nào cần dùng lý trí, lúc nào cần dùng tình cảm để không gây ra rắc rối, không thể vãn hồi. Ngoài ra, bạn có thể phá vỡ những lề thói, quan niệm cũ trong công việc để bước sang một giai đoạn mới. Lúc này khá khó khăn, mệt mỏi, nhưng tương lai bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi Kỷ Mùi âm lịch cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi thăng trầm không ổn định chút nào. Thế nên, ngay khi kiếm được tiền nên để dành tiết kiệm, không nên tiêu xài hoang phí. Trong khi đó, khi khó khăn thì càng tìm cách để cải thiện kỹ năng kiếm tiền của mình, học hỏi thêm để khai thác các cơ hội đầu tư một cách hiệu quả. Tháng này công việc của người tuổi Kỷ Mùi không mấy thuận lợi, cũng theo đó mà doanh thu sụt giảm. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để tìm cách ứng phó, chứ không nên vội vàng sốt sắng quá mức, kẻo sai lại càng thêm sai thêm. Cục diện thương hại tác động sẽ đem tới nhiều phiền phức cho mệnh chủ, bản mệnh cần phải cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ, cũng như việc ký kết hợp đồng với đối tác lại càng khó khăn hơn. Những kẻ tiểu nhân, xấu bụng có thể lợi dụng sự tin tưởng của người tuổi Kỷ Mùi để gây thiệt hại cho chính bản mệnh. Việc hợp tác làm ăn với bạn bè, người thân trong tháng này cũng nên tránh, bởi sẽ có nhiều bất trắc xảy ra trong tháng cô hồn này, khiến đôi bên vừa mất tiền, lại vừa gây sứt mẻ mối quan hệ. Tháng này vận khí chưa tốt, người tuổi Kỷ Mùi hãy hoàn thành cho tốt các công việc còn dang dở của mình. Việc mở rộng làm ăn hay thực hiện các công việc trọng đại cần chờ đến thời điểm khác sẽ thích hợp hơn. Tuy nhiên, trong tháng vẫn xuất hiện những cơ hội do tam hội và quan đới đem lại, giúp bản mệnh tuổi Kỷ Mùi có cơ hội trở mình. Người làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên, công nhân cần phải cố gắng hết sức, hạn chế các sai sót xảy ra thì vẫn sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng. Còn đối với những bản mệnh tuổi Kỷ Mùi, làm kinh doanh, buôn bán cần tỉnh táo, làm ăn lương thiện, nhận ra thế mạnh của mình để phát huy, chủ động, quyết tâm thì mệnh chủ sẽ dần khẳng định được vị thế của mình, từ đó công việc cũng sẽ ổn định, sẽ mang đến nguồn tài chính đều đặn cho bản mệnh. Đồng thời người tuổi Kỷ Mùi trong tháng này hãy xem xét hướng xuất hành và các ngày tốt xấu trong tháng để tiến hành các việc, như vậy thì mọi chuyện sẽ được may mắn và hanh thông hơn. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, gặp ngũ hành xung khắc cho thấy vận trình tình cảm của con giáp tuổi Kỷ Mùi không được thuận lợi. Các cặp vợ chồng lúc này có xu hướng lơ là không quan tâm tới người ấy chu đáo, nên chính bạn cũng cảm thấy có lỗi. Thế nhưng, may mắn là sau khi nghe tuổi Kỷ Mùi giải thích và cách bạn thể hiện sự chân thành đã khiến đối phương chủ động hỗ trợ bạn trong cuộc sống. Tình cảm tuy không thăng hoa nhưng tạo cho con giáp tuổi này cảm giác bền vững, an ổn. Trong tháng 7 âm lịch, thất xích bay về phương chính nam, phụ nữ trong gia đình bạn có thể bất hòa, gây chia rẽ nội bộ khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Về mặt sức khỏe, vận trình tháng 7 âm lịch này của tuổi Kỷ Mùi có nhiều quyết tâm trong việc cải thiện sức khỏe, nhưng không phải khi nào bạn cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, đó cũng là bước tiến so với chính bạn trước đây, một người không nghĩ tới thể dục, thể thao. Thời gian này, thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe, chú ý ưu tiên ấm, mềm, nhạt.
Bản mệnh nên lưu tâm tới vấn đề ăn uống, nên ưu tiên đồ ăn theo mùa vì chúng hỗ trợ năng lượng cho bạn rất tốt. Nếu bị bệnh, bản mệnh nên ưu tiên các phương thức chữa trị thông thường có tính phổ biến, đừng xem thường những thứ đơn giản xung quanh chúng ta, những phương pháp mới chưa chắc đã phù hợp với bạn. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tuổi Kỷ Mùi trong tuần có tin vui liên quan đến công việc nhờ có thiên đức cát tinh nâng đỡ. Tuy nhiên, vận may đến có nhiều hay không, chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bạn. Thiên cầu hung tinh chiếu vận, không khuyến khích bạn ăn nói bừa bãi kẻo rước họa vào thân. Công việc vẫn tiến triển tốt, nhiều người nhận được những tín tốt hoặc được thăng chức, tăng lương bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi này cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn. Không có thành công nào là dễ dàng hết nên đừng đòi hỏi quá cao. Chuyện tiền bạc, nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu, e rằng khó tụ tài. Đồng tiền sạch bao giờ cũng có lộc và trường tồn. Hãy làm ăn lương thiện thì trời xanh có mắt, sớm có lộc lá. Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhân sẽ tìm ra giải pháp giúp bạn sớm thôi, càng nóng giận, càng mất tiền. Tuần mới này có tả phù chiếu mệnh, nên bản mệnh Kỷ Mùi có thêm nhiều mối quan hệ mới, hay được bạn bè giúp đỡ, động viên, cần thể hiện thái độ cởi mở, đón nhận lòng tốt. Quý nhân, Mão, Dậu, tiểu nhân, Tuất, Ý, màu sắc may mắn, đen, xanh lá, con số phát tài, 12, 58, 81. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tỵ có Bạch Hổ và Thiên Đức cùng chiếu mệnh, nên dù có thấy may mắn cũng không nên chủ quan, bạn được quý nhân giúp đỡ. Nhưng không ai gánh nổi đường sức khỏe hộ bạn, làm gì cũng nên chú ý đến cơ thể của mình, đừng để tiền thuốc quá tiền lương. Cát tinh càng gia tăng thêm phần tốt cho con giáp này, đôi lúc có những niềm vui nho nhỏ trong công việc mang lại cho Mùi khá nhiều hy vọng. Mọi người tạo điều kiện thuận lợi cho con giáp này tiến lên bậc cao mới trong công việc. Những ai đang buôn bán, cứ sợi lời thì sẽ đông khách, đừng quá kỹ tính vì sẽ mất lộc buôn bán. Đường tài vận vướng phải âm sát nên phải cẩn thận kẻo bị lừa. Gần đây chiêu trò lừa tiền qua mạng xã hội rất tinh vi. Đừng cho ai vay tiền trên mạng, muốn vay thì gặp nhau trực tiếp, không giao dịch qua điện thoại. Ngoài ra, trong tuần mới bạn cũng không nên mua những đồ vật có giá trị lớn hoặc cho người khác mượn đồ, không thuận lợi. Tuần này bản mệnh tuổi Mùi dễ gặp tiểu nhân, bản tính nghi hoặc nên dễ phiền não vô ích hay ghen tuông vớ vẩn. Người có gia đình khá nóng tính hay nặng lời với nửa kia. Quý nhân, Ngọ, Hợi, tiểu nhân, Tỵ, Sửu, màu sắc may mắn, tím, hồng, con số phát tài, 23, 58, 85. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuần này, tuổi Kỷ Mùi có vận trình hung cát xen lẫn do có tử vi và Bạch Hổ đồng chiếu mệnh. Có lẽ bạn sẽ hơi chật vật và hoang mang, nhưng đừng lo sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bạn không phải chịu vất vả mãi đâu. Tuổi này nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Tuần mới sẽ có nhiều may mắn mới, nhưng bản mệnh đừng chảnh mảng mà lại làm mất đi lợi thế mà mình đang có. Người làm kinh doanh nên tập trung chăm sóc khách hàng thật tốt để hàng hóa vẫn đạt được doanh số như kế hoạch ban đầu, đừng có chần chừ, do dự là nhường vận may cho người khác. Tiền bạc đầy tay, nhưng đừng quá chủ quan mà tiêu hoang, dễ mất tiền vì ốm đau bệnh tật. Trong tuần này, người làm kinh doanh sẽ buôn bán khởi sắc hơn, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng so với nửa đầu tháng, chăm cày quốc thì trời không phụ lòng. Tuy nhiên, lưu ý quan trọng nhất trong tuần này, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe của những người thân yêu và chính bản thân mình. Ai đang có ý định đi chơi xa cùng người thân hoặc có người nhà sắp đi đâu đó thì nên xem ngày tốt để xuất hành. Người có gia đình cần để mắt đến con cái nhiều hơn. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Tuất, Tỵ, màu sắc may mắn, đỏ, trắng, con số phát tài, 43, 57, 81. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Kỷ Mùi gặp khá nhiều may mắn trong tuần mới, không còn vất vả như tử vi tuần cũ dự báo. Đặc biệt là những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê, những khó khăn dường như biến thành động lực trong tuần này. Công việc trăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại, nhờ có dịch mã phù trợ, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu, một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hay đi xa công tác, đừng ngại ngần, càng bôn ba bạn càng có tiền.
vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi này chăm chỉ cày cuốc, nữ không thua kém gì nam. Tiền bạc do vất vả mà có được, nên bạn rất quý trọng đồng tiền. Một tuần tốt đẹp về tài chính, bạn không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to. Từ giờ hãy điềm tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ, khiến bạn không thoải mái, bạn có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người xấu tính. Quý nhân, Mão, Dậu, tiểu nhân, Tuất, Thân, màu sắc may mắn, cam, đen, con số phát tài 54, 68, 93. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Phát tài rực rỡ, vận trình thăng hoa trong tháng 7 âm lịch này, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Người tuổi Kỷ Mùi, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, tháng này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương. Sinh vào tháng này trong năm, người tuổi Kỷ Mùi tài đức, song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng, họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân, xử thế, biết linh hoạt ứng biến, tùy theo từng tình huống, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Người tuổi Kỷ Mùi, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Kỷ Mùi sinh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến cho bao người thầm mong ước. Họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghệ, trí dũng song toàn, dường như có thể làm được tất cả mọi điều chỉ cần họ muốn mà thôi. Người tuổi Kỷ Mùi, sinh tháng 6 âm lịch. Tuổi Kỷ Mùi sinh vào tháng nào tốt, khi tháng 6 tiết Tiểu Thử, họ là người có lòng từ tâm, chân thành đối đãi với mọi người, có tài mà có đức, họ được trời ban cho phúc lộc, vạn sự như ý, danh lợi song toàn. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái hạnh phúc bền lâu. Dù là theo con đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh thì tháng 6 âm lịch cũng giành được những thành quả khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội cao. Người tuổi Kỷ Mùi, sinh tháng 8 âm lịch. Sinh ra trong tiết Bạch Lộ, tuổi Kỷ Mùi sinh vào tháng âm này là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và có những mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.